người đàn ông cần gì ở người vợ của mình? Nếu nói cần thì họ cần rất nhiều thứ, nhưng chung quy lại người đàn ông họ luôn tìm kiếm thông qua 3 tiêu chí sau. Thứ nhất là một người vợ biết đối nhân xử thế trong phòng khách, giàu vì bạn, sang vì vợ. Đàn ông họ cực kỳ coi trọng thể diện, cho nên nếu như chị em biết cương nhu đúng lúc, biết thấp hơn chồng một bậc để giữ thể diện cho chồng, thì anh ấy sẽ cực kỳ nể bạn, nể thì sẽ đi đôi với tôn trọng. Thứ hai là đảm đang ở trong phòng bếp, bởi vì con đường ngắn nhất đi đến trái tim đó chính là thông qua dạ dày. Nếu như chị em chuẩn bị cho chồng mình những bữa cơm ngon ấm cúng, cũng như là tạo một không khí vui vẻ và thoải mái, thì đó luôn là nơi mà người đàn ông muốn trở về sau một ngày làm việc vất vả. Thứ ba là hư ở trong phòng ngủ. Nếu như không muốn chồng mình ngoại tình thì hãy quan tâm đến tình dục. Tình dục thực sự rất quan trọng trong hôn nhân. Dù bạn có là một cô nàng hiện đại hay là một cô nàng truyền thống thì cũng không thể nào xem nhẹ vấn đề này. Người xưa có câu có đi có lại mới toại lòng nhau. Nếu như bạn muốn chồng bạn yêu thương bạn, muốn chồng bạn cưng nựng bạn như là một công chúa, thì bạn cũng phải làm cho anh ta thỏa mãn về cảm xúc, hãnh diện với bạn bè và có những bữa cơm ngon, thì đó mới là điều thực sự người đàn ông cần.